17 ra đời. Ê, đừng có làm bể. Mua bỏ thôi, mua bỏ thôi. Mua bỏ đi. Cái mua bỏ đi. Ông ngoại nó quay phim con đó, mua bỏ đi. Ông mua bỏ đi. Chị Vân, hôm nay thành trưởng bảo vệ Biển Đông ha. Bảo vệ Biển Đông đi. Làm giàu không khó. Ai cầm mua bỏ đi. Là hoa hậu Ngọc Khánh, hoa hậu Hương Hương gì mua bỏ mà. Hoài Anh được lãnh đạo đài truyền hình Việt Nam cử ra Hà Nội. Đấy, mua bỏ đi con. Để tăng cường và mở lối viên tập viên dẫn chương trình cho VTV1 và VTV1. Mua bỏ ôi giời. Trung Quốc thua xa. Ấy, để cái loa của ngoài. Quân Trung Quốc sợ bốc gumi luôn. Giặc Trung Quốc sợ gumi luôn. Dám xâm lược Biển Đông không? Đây được đánh giá là một vị trí của khá khắt khe. Chương trình này cũng được toàn bộ